Mở hổm em cho anh uống viên. Ờ giờ cho anh viên nó đi. Rồi xin hoài luôn á, xin thuốc đầu xin thuốc bản đồ của quý vị. Giờ thứ tư cô máu thì còn mở một viên thôi. Hôm nay là đi chơi cô máu gì vậy? Kiếm gì vậy? Kiếm cho anh viên này. Thôi một viên uống liền giờ nè. Em cho hết đấy. Đủ đi. Một viên thôi. Cho anh uống rồi đã. Lên luôn ơi. Đau đầu quá. Lên luôn cả nhà ơi. Thôi anh uống làm gì? Anh uống được. Cho hai viên thôi. Okay, rồi bỏ miệng uống luôn. Thôi rồi nhức đầu uống thôi chứ có cảm giác được luôn. Mình biết phải thì giờ không nhức đầu uống làm gì. Rồi thuốc có hiệu quả cái uống cái vô là giờ chưa kịp tan là nó chưa hết luôn á, chưa hết nhức đầu luôn. Là mỗi lần này nhức đầu là bốn lần, mỗi lần hai bao nhiêu mình được. Cái này là thuốc của cô chú anh chị cho nè. Chết lại với nhau. Em uống nghe. Là đây thuốc của chú nha. Chú có để dưới phần mô tả của video á, tí đi. Gì không có nước sao muốn. Em kiếm cái gì để uống anh. Có nước rồi muốn. Chú thấy con gửi được một bạn hết đi này hết nước luôn rồi. Hello Thanh Bình nhé. Nãy giờ Thanh Bình đi đâu mà không tiêu luôn rồi. Có nước ở dưới hết này nè. Hết nước rồi. Hết nước rồi. Cảm ơn anh Trường Dương Bảo nhé. Tưởng cho anh Trường Dương Bảo không có ủng hộ em qua anh Di Còi chứ. Di Còi đang lay chim. Thì Tì mới vừa uống một giờ viên. Anh Di còn đang đây là bé xíu ơi. Cái này cũng tài ở đây, cái này có không ta? Quà này là ở bên Mỹ gửi về hả? Dạ. Đây có Sumoi. Đây là gì thế? Sumoi móng tay. Dạ Sumoi với anh. Sumoi. Đây là Sumoi luôn. Dạ. Cái này là cũng hộp Sumoi luôn nha cả nhà. Dạ. Này hộp Sumoi. Sẽ review cái món đồ đây là tặng cho cô ba kem tho bị phỏng. Đây có một cái đặc biệt này kìa, tặng cho cô ba kem tho bị phỏng tay chân. Wow. Để em hai em hít nước mắm luôn á. Em bắt hà 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 đẹp quá đẹp. Cảm ơn bye bye anh nha. Cho anh cây với. Bye bye anh nha anh. Cho anh cây anh thôi với thì. Còn 12 ngàn không mà em. Cho anh cây anh thôi. Cô ba, cô ba. Dạ. Có bạn kêu là xin cô ba một cây. Quá ơi, trời sương môi luôn. Em thích cái màu này nhất nè. Tóc tem em, luôn. Em thích cái màu này với cái màu này. Bà bóc tem luôn. Gửi lên rồi các bạn. Heo mập là ai vậy cái này? Heo mập là ai vậy anh? Heo mập hả? Là heo ốm á, không ốm. Heo mập là heo mập là heo không ốm. À đúng rồi, Trường Nguyên Bảo ơi. Duy hôm qua quay bưởi nhiều quá cho nên bữa nay cũng còn toán á. Chứ đâu phải là nhức đầu gì đâu. Không có anh Duy bị nhức đầu. Không, anh Duy không có bị nhức đầu. Anh Duy hôm qua quay cái bưởi của Thúy Loan á cho nên tới giờ vẫn còn suy sẩm choáng. Hai ông dễ uống sữa. Hai sữa là gì uống được. Hai chữ gì được chữ gì. Ok. Đây. Chữ Duy đây à. Một cậu bé đáng thương đây à. Đây à. Thế thì sẽ test. Em cảm ơn chị nha. Cảm ơn anh nha. Để cho em được cái màu son cam. Màu son đỏ. Màu son đỏ đỏ quý. Màu son đỏ cam. Cam nó là màu cam đất chứ sao? Không phải. Màu son đỏ cam à, anh. Đỏ cam. À cô ba đang cười vui nhá, Thanh Bình ơi. Cần hỏi cho anh Bình nhớ. Ừ. Tí hỏi anh Bình hỏi em rồi Bình nhớ. Rất là đẹp luôn cả nhà. Ồ đẹp chưa? Quá đẹp. Thôi cô ba thách cái xài cái nhà bóng quá à. Anh giúp tiên nguyện gửi đi là có muốn son không? Bữa nào anh giúp tiên nguyện gửi cho anh đi nè. Nè, em cảm ơn anh nha. Rồi em lấy son của Thầy Thi em xài ké được anh ơi. Có nhiều nè, có nhiều rồi. Rớt cho anh xài. À, chú Huy đây à. Tới đó, tới đó ngày tiên nguyện gì mà bạn với cầu bảo. Nè anh. Ba thách đi. Với người bệnh bảo. Nè. Mọi người ơi,
thích lắm nghe. Hồi đó là em đi thích cái này lắm nè, em mua có 10 mấy ngàn chai à. Bây giờ mà có rồi em xài. Còn liền đi anh. Để em xài nè. 19 tiếng đúng không? Không có, nó bóng anh. À, bóng hả? Nó bóng rồi. Có hỏi sao xài bóng lên. Mà xài nó bóng. Phê phê đang phê. Cô ba đang phê. Đây cô ba cho anh Duy mượn khỏi xong tài ké đi cô ba. Anh ủng hộ kêu á cô ba cho Duy tài ké đi. Đẹp chưa? Ai Duy xài thấy mà thật lợi quá, kêu lên quá. Đẹp quá cô chú ơi. Nè con này rất là đẹp luôn nè. Con này là son nhạc nè. Thích lắm luôn nghe mọi người. Con cảm ơn chú rất là nhiều luôn nha. Thích quá à, nhiều quá à. Dễ thương nhiều quá. Ghê á. Nhiều ghê. Quá trời luôn kìa, quá trời son luôn. À, cho bé mũi 2 cây, cho dây 2 cây. Có cho anh Duy gọi cây nào không? Dạ, cho còn dư cây không biết quá. Còn dư cây thì cho anh Duy luôn đi. Nè, có cái chai này nữa nè, xịt nè. Nè anh đưa em tha cho anh thử anh. Cái gì vậy? Cái chai này nè. Nè. Ô. Nhớ cái mùi của Cuba nha, báo Cuba xịt cái mùi đó đó. Đó, hai người chà chà luôn kìa. Thơm. Mùi bóp không á. Không, mùi dầu thơm. Mùi dầu thơm á, tưởng đâu là mùi bóp. Đây anh đưa lại. Không chà đâu không. Đây. Rồi. Cuối cùng em cũng đã chạm được da thịt của Cuba rồi. Thôi anh không muốn chạm da thịt đâu, để anh Duy chạm đi. Hết nhức đầu luôn cả nhà ơi. Ba son kiểu này sao? Ba được ba. Ba son kiểu này sao mà ăn cơm nè. Dạ. Chú Hồng Tơ nói ba son kiểu này sao mà ăn cơm. Dạ không. Được mà anh không có bị dương. Tí con thích cây nào tí? À, tí ơi, chú Duy hỏi nha, con thích cây nào rồi tí ơi. Đẹp quá à, chú Duy hỏi con thích cây nào rồi để chú Duy mua cho con cây kìa. Chú Duy mua cho tiếng cây đúng không? Thì chú Duy xin cho cô ba cho con cây. Anh ơi, ba chị em của em cảm ơn anh rất là nhiều luôn nè. 5 cây nè, 5 cây nè, 5 cây nè. Mỗi người mấy chai nè. Mấy chai nè. Mấy chai. Chai này chai nhức đầu nè. Anh hồi nữa em bỏ mọc cho anh. À, tí nói là thích cây màu vàng. Được mấy chai này nữa nè. Màu vàng rồi tí ra chợ Kim Biên mua nha tí. Đi coi thích con thì thích con. À, anh Duy đang thèm thích con lắm. Chú hãy chờ người. Hai cái này là rất là đẹp. Nãy giờ xin cô ba hoài luôn mà cô ba không cho. Đây là 49 thôi á. Dạ. Mấy cái số này là 49. Nhà chú Duy nhiều lắm con. Muốn lấy mấy cây. Cô cây ba. Ngắn hay cây dài? Cô ba. Nhiều kích cỡ lắm. Cái này là cô ba nè anh. Kích cây rồi á. Em cảm ơn anh nghe nè cái này là cái này cây xịt tóc không, cây vuốt tóc không? À không phải, là cái này là tưởng cây vuốt tóc mượn vuốt tóc. Cái này tha vô người á để cho giờ đưa anh đưa cái tay em cho mượn anh. Cả da thịt tới rồi cái. Anh tự cả đi. Tự cả đi. Sao? Thì cả sao? Tại tha đi. Cả làm gì? Chảy nước rồi, nước gì mà trắng tươi sao cả. Đây là để làm gì? Để dưỡng da đó. Không có cái chuyện chơi nghe em coi anh chưa coi như là anh hai thôi nghe mọi người ơi. Nãy giờ chạy ra thịt hoài luôn rồi. Không có em không có để ý đó anh chưa coi đâu anh ơi. Vậy rồi nãy giờ công khai ta công khai mối quan hệ gì đồi nữa. Biết mà. Làm có người rất là đẹp luôn cả nhà. Này là ai tặng cho Thi vậy? Mua hoặc của anh nào? Của anh nào không biết luôn mà. Của anh nào á. Vậy giờ cảm ơn sao? Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đó. Mà anh cánh cào anh không nói toàn em. Vậy giờ em cảm ơn anh đó đi. Em cảm ơn anh nghe anh ơi anh tặng cho em được nhiêu đồ đây nè. Thiệt luôn á. Trời. Em thấy thương luôn á. Từ nhỏ tới lớn á hả. Được cô chú anh chị á thương tình á tặng cho
được nhiều đồ luôn á. Từ đó giờ hả, không biết nói làm sao giờ, không lẽ nói hả, từ đó giờ hả em chia hai chưa có đi ra cầm cái gì xuống lại rồi tí ơi. Thôi luôn đồng đi. Thôi giờ về nghỉ sớm đi nè, nay bán hết sớm, vậy sớm đi cho mấy anh đợi kìa. Bye bye cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye cả nhà đi thì. Bye bye cô chú anh chị cả nhà của chị Còi Lóc nha. Mấy anh chị ơi, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ chú cho chị Còi nha. Và ủng hộ chú cho cô Ba luôn nha. Con cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Còn nhau nữa kìa.